Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hôm nay 31 tháng 1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với số phiếu tín nhiệm cao. Những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tới được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước theo dõi, kỳ vọng sẽ thực sự là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu phấn đấu, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Với tinh thần cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng, các ngành chức năng tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Theo đó, đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng gồm 21 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí do Trung ương giới thiệu tham gia đoàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm trưởng đoàn. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của toàn Đảng, toàn dân tộc và của đất nước ta, định hướng tương lai tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được tiến hành theo phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại đại hội lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và lựa chọn các đồng chí tiêu biểu nhất về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội 13, Chủ nhật ngày 31 tháng 1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là giáo sư tiến sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng, cử nhân ngữ văn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, khóa 12 và nay là khóa 13. Đồng chí là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, 14. Cũng tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trước đó, ngày làm việc thứ 5 của đại hội, Ban Kiểm phiếu đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 là 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 với số phiếu tín nhiệm cao. Các đồng chí được bầu trúng cử đều là những hạt nhân ưu tú của Đảng, là những cán bộ gương mẫu, có đức, có tài, vì nước, vì dân, sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới, đạt được những đỉnh cao mới trong việc đổi mới, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã được công bố với 200 đồng chí trúng cử, bao gồm ủy viên chính thức và dự quyết. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng đã bầu Bộ Chính trị khóa 13 gồm 18 đồng chí. Đây là nội dung quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước theo dõi, quan tâm. Với tin tưởng và kỳ vọng, những đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tư duy đổi mới, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân. Quan tâm và theo dõi Đại hội Đảng lần thứ 13 từ những ngày đầu tiên, ông Phạm Đức Khôi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ, không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức của Liên đoàn Lao động tỉnh, mà các tổ chức công đoàn các cấp cũng luôn quan tâm theo dõi, tuyên truyền tới các đoàn viên người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ 13 đang diễn ra. Ông rất vui mừng về kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về công tác nhân sự. Các đồng chí trúng cử là những người xứng đáng và được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, tin tưởng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Cá nhân tôi cũng như là đại diện cho cả toàn thể cán bộ công chức của tỉnh Cao Bằng rất là vui mừng. Đặc biệt là trong đó có đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng đã trúng cử. Chúng tôi cũng mong muốn là các đồng chí trong ban chấp hành khóa mới thì luôn luôn tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm với quê hương, với đất nước và để tiếp tục điều hành chỉ đạo đất nước cường thịnh hơn. Và cũng mong muốn là trong khóa mới các đồng chí cũng có những quyết sách, chính sách quan tâm hơn nữa đến người lao động, đặc biệt là cán bộ công chức trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để có cuộc sống, đời sống tốt hơn, việc làm ổn định hơn. Đặc biệt là trong thời gian dịch Covid đang diễn biến khá phức tạp thì ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người công nhân viên chức lao động thì chúng tôi mong muốn là với tinh thần trách nhiệm của cả dân tộc cùng với chung tay cùng đất nước, cùng chính phủ để đồng hành cùng chính phủ thì công đoàn cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ công chức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là tin tưởng vào sự điều hành của chính phủ để làm sao phát triển kinh tế được tốt hơn, ổn định hơn trong thời kỳ dịch phát triển phức tạp như hiện nay. Trong ngày hôm nay thì Ban chấp hành Trung ương sẽ tiếp tục bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đấy là những con người tinh hoa nhất của đất nước, lãnh đạo đất nước. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng, mong muốn là sẽ lựa chọn được các đồng chí đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo, tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày một phát triển cường thịnh hơn và đưa dân tộc Việt Nam đến từ phát triển bền vững hơn, xứng tầm với trong khu vực và cả thế giới. Đối với bà Nông Thị Hiền, tổ 16 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, bà đã theo dõi các thông tin về đại hội lần thứ 13, đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự. Nhiệm kỳ này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử, cũng là mong muốn của đông đảo nhân dân. Với những kết quả tích cực rõ rệt trong nhiệm kỳ trước, bà kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh để củng cố vững chắc hơn niềm tin của nhân dân với Đảng. Xem TV sáng nay, thì tôi thấy đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ 13 của Đảng thông qua danh sách trúng cử 200 đồng chí. Tôi thấy là toàn là những gương mặt đầy nhiệt huyết, đủ đức, đủ tài, đầy trách nhiệm. Và tới nay thì sẽ lãnh đạo cho đất nước ta được phát triển. Đồng bào các dân tộc Cao Bằng nói riêng và các cả nước nói chung sẽ được hạnh phúc, ấm no. Và tôi rất kỳ vọng, tức là trong nhiệm kỳ này, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa về cái chống tham nhũng để làm sao đất nước ta ngày càng được toàn diện hơn, phát triển được tốt hơn. Hôm nay thì tôi từng biết là sẽ tiếp tục bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư và tôi càng kỳ vọng hơn những cái gương mặt mà trong Ban chấp hành đã trúng cử sẽ tiếp tục đưa đất nước ta phát triển ngang tầm với thế giới. Sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm kỹ lưỡng, thông tin của từng nhân sự được giới thiệu đầy đủ theo đúng quy định là cơ sở để các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Như chúng ta đã biết là nhân sự của Ban chấp hành nhiệm kỳ 13 đấy, thì đã được Ban chấp hành nhiệm kỳ 12 chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, qua nhiều những cái bước rất là chặt chẽ, rất là khoa học. Bởi vậy mà chúng ta có quyền kỳ vọng và tin tưởng rằng là Ban chấp hành nhiệm kỳ 13 sẽ được lựa chọn từ những đồng chí có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài để gánh vác sứ mệnh đất nước bước vào một cái giai đoạn phát triển mới.
Và chúng tôi cũng mong muốn là phát huy những cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ 12, thì Ban chấp hành nhiệm kỳ 13 sẽ tiếp tục ra những cái quyết sách quan trọng về cái công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, đặc biệt là vấn đề xây dựng đảng về mặt đạo đức. Chúng ta có quyền kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ Ban chấp hành của nhiệm kỳ 13 là được lựa chọn từ những đồng chí đủ tâm, đủ đức, đủ tầm để gánh vác cái sứ mệnh lãnh đạo đất nước bước vào một cái thời kỳ phát triển mới. Tin tưởng như vậy. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhân dân kỳ vọng và tin tưởng với sự chuẩn bị chặt chẽ và kỹ lưỡng, những cán bộ được chọn ở cấp chiến lược của Đảng sẽ luôn xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân, luôn gương mẫu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đưa ra nhiều quyết sách để gánh vác sứ mệnh đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau đây là công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kính gửi các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Xét tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho phép học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thông báo chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc, trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện việc nghỉ học, xây dựng phương án học bù để đảm bảo thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021, nghiên cứu đề xuất giải pháp học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài, thực hiện việc phun trùng khử khuẩn, phòng chống dịch theo kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn hợp lý. Trong thời gian học sinh nghỉ học và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan đơn vị, nhắc nhở đến từng hộ gia đình cùng toàn thể học sinh, sinh viên và học viên chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Cao Bằng. Hết nội dung công văn. Nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, huyện Hòa An đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, lãnh đạo huyện Hòa An yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch như tập trung truy vết công dân trên địa bàn liên quan đến các ca dương tính, ca F1 tại Quảng Ninh, Hải Dương và các tỉnh có ca dương tính, các trường hợp trở về từ vùng dịch. Yêu cầu mọi công dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, lễ hội, khuyến cáo người dân giảm quy mô tổ chức đám cưới, đám hiếu. Tại các công sở thực hiện giãn cách, khử khuẩn đúng quy định, thành lập các tổ kiểm tra giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông tăng thời lượng phát thanh, tuyên truyền bằng xe lưu động về sự nguy hiểm, tình hình và cách phòng chống dịch trên diện rộng. Đây là thời gian cận Tết Nguyên đán nên các chợ phiên trên địa bàn huyện có số lượng người dân đi chợ tăng cao, do đó các xã thị trấn có chợ đã lập các chốt tại các lối vào chợ, thành lập các đội kiểm tra yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi vào chợ mua bán. Tại chợ Nước Hai, qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt hai đối tượng từ Hà Quảng đến bán thịt lợn không đeo khẩu trang. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên hai đối tượng vẫn không chấp hành. Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phun hóa chất khử trùng, xử lý môi trường phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phun hóa chất khử trùng, xử lý môi trường toàn bộ hành lang lớp học, hội trường, khuôn viên ngoài trời của các trường, Trung học Phổ thông Bế Văn Đàn, Trường Tiểu học Hợp Giang, Trường Trung học Cơ sở Hợp Giang, Trường Chính trị Hoàng Đình Dông, Trường Trung học Phổ thông thành phố, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Trung cấp nghề, Trường Mầm non mùng 1 tháng 6 và Trường Mầm non mùng 3 tháng 10 để phòng chống COVID-19 do trên địa bàn thành phố có trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Quảng Ninh. Theo kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ tiếp tục thực hiện phun hóa chất khử trùng, xử lý môi trường tại các địa điểm chợ xanh, bến xe thành phố, khu vực đông người qua lại trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Với tinh thần phòng dịch quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo cho người dân đón Tết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lạc đã tổ chức họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Hiện nay tại huyện Bảo Lạc có 15 công dân đang được theo dõi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.
trong đó 8 công dân trở về từ Trung Quốc, 7 công dân từ vùng dịch trong nước. Qua lấy mẫu xét nghiệm lần 1, tất cả các công dân đều âm tính với SARS-CoV-2. Còn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 72 trường hợp, 28 công dân từ các vùng trong nước đến khai báo y tế. 44 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan đơn vị trực dịch 24/24 giờ, khẩn trương rà soát xác minh, truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch, ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, các lễ hội, hội nghị, cuộc họp tập trung trên 50 người. Đề xuất phương án chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho khu cách ly tập trung khoảng 300 người. Sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật lực y tế phục vụ phòng chống dịch. Lực lượng công an quân sự, các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19, các xã biên giới thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ, không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tăng cường chỉ đạo quản lý công dân tạm trú tạm vắng, quản lý chặt chẽ các trường hợp trở về địa phương. Yêu cầu người dân ký cam kết về việc thông tin cho chính quyền khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp trở về từ vùng dịch, ổ dịch trong nước mà không khai báo, nghiêm túc chấp hành các yêu cầu và khuyến cáo của các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa khai trương phòng hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Trong ngày đầu tiên khai trương hệ thống hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, có 3 trạm y tế xã được kết nối triển khai, bao gồm trạm y tế xã Kim Đồng, huyện Thạch An, trạm y tế xã Hoàng Tung và xã Trương Lương, huyện Hòa An. Các trạm y tế lần lượt khám bệnh cho bệnh nhân có các triệu chứng như hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, có tiền sử tăng huyết áp. Từ đó, tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ trao đổi trực tiếp với các bác sĩ trạm y tế xã hoặc tư vấn cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân cũng như cách sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Phòng hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa được đưa vào sử dụng sẽ triển khai định kỳ vào 10 giờ thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Đối với những trường hợp đột xuất sẽ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo phù hợp kịp thời. Trong thời gian tới, việc hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa sẽ được triển khai tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, các đơn vị tuyến trên hỗ trợ cho tuyến dưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chi cục thuế thành phố Cao Bằng vừa tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhờ sự phối kết hợp của các cơ quan đơn vị và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, Chi cục thuế thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Tính đến hết năm 2020, Chi cục thuế thành phố đã đạt 404 tỷ 104 triệu đồng, đạt 152% dự toán Bộ Tài chính và vượt 31% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, vượt 23,8% so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 10% so với năm 2019. Về thu từ các lĩnh vực sắc thuế, có 5 trên 10 khoản thu thực hiện đạt và vượt dự toán pháp lệnh, gồm thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 118%, thuế tiêu thụ công nghiệp đạt 116%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 139%, thu tiền sử dụng đất vượt 180%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt 374%. Về tốc độ tăng trưởng, có 6 trên 10 khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2019. Một số khoản thu tăng cao như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 19%, thu thuế thu nhập cá nhân tăng 19%. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, Chi cục thuế đã tiếp nhận và giải quyết 1.181 hồ sơ đăng ký thuế, trên 1.700 hồ sơ khai thuế, 295 hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế. Chi cục thuế thành phố đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 51 đơn vị, qua đó đã phát hiện và kiến nghị truy thu xử phạt trên 4,9 tỷ đồng, đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được trên 2,4 tỷ đồng. Kiểm tra giám sát 26 đơn vị và 236 hộ tự ý ngừng, nghỉ kinh doanh, không làm thủ tục theo quy định. Năm 2021, Chi cục thuế thành phố sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, khai thác nguồn thu. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt luật quản lý thuế, tăng cường công tác quản lý nội ngành, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ là một trong những chương trình thiết thực tạo điều kiện cho hàng trăm hộ lao động thu nhập thấp, xây mới, sửa chữa nhà ở ổn định. Phóng sự vừa được thực hiện tại huyện Quảng Hòa, địa phương triển khai tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội.
gia đình anh Phùng Trung Thành, thị trấn Hòa Thuận đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ. Cùng với nguồn kinh phí tích lũy, người thân hỗ trợ, gia đình anh Thành đã quyết tâm mua đất, xây ngôi nhà cấp 4 khang trang. Do am hiểu lĩnh vực kiến trúc xây dựng, nên ngôi nhà được thiết kế khá hợp lý, từ khuôn viên, không gian, bài trí nội thất hài hòa, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Khi dọn đến căn nhà mới sinh sống, gia đình anh Thành thấy yên tâm, không phải lo lắng về chỗ ở. Vợ chồng anh Thành đều là công chức nhà nước, hơn nữa tuổi còn trẻ, vì vậy việc mua đất làm nhà cũng khá là khó khăn. Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay, gia đình anh Thành và nhiều lao động thu nhập thấp trên địa bàn đã có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định. Cái nguồn vay này rất là thiết thực đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Và sau khi được giải ngân, gia đình tôi đã làm được cái nhà và để đảm bảo cuộc sống và để an tâm công tác hơn. Và cũng rất mong là trong thời gian tới, ngân hàng về phía ngân hàng chính sách sẽ có các gói vay ưu đãi và tiếp tục hỗ trợ cho những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức còn có thu nhập thấp và để ổn định cuộc sống. Quảng Hòa là địa bàn thực hiện tốt các chương trình cho vay tín dụng chính sách xã hội. Với tổng dư nợ các chương trình lên đến trên 418 tỷ đồng, gần 10.000 khách hàng vay vốn, trong đó chương trình cho vay nhà ở xã hội đã có 25 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động được vay vốn với số tiền gần 10 tỷ đồng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tích cực phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức nhận ủy thác, ra soát thống kê, lập danh sách các đối tượng vay vốn theo đúng quy định. Quy trình thủ tục cho vay và danh sách các hộ vay vốn được niêm yết công khai, đảm bảo khách quan. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ra soát các đối tượng, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực thành thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định. Trên cơ sở nhu cầu nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị trình Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ bổ sung nguồn vốn trong năm 2021 và những năm tiếp theo để đảm bảo các hộ chưa có nhà ở, chưa sở hữu nhà ở sẽ tiếp tục được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, qua đó góp phần cho những cái hộ chưa có điều kiện sở hữu nhà ở có điều kiện để được sở hữu nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và để làm tốt công tác nhà ở xã hội trên địa bàn thì Ngân hàng Chính sách Xã hội để căn cứ vào các đối tượng chính sách theo thứ tự ưu tiên là người có công với cách mạng, rồi hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người cán bộ có thu nhập thấp tại địa phương để đảm bảo là các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau 3 năm triển khai, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 100 đối tượng được hỗ trợ vay vốn tín dụng theo chương trình làm nhà ở xã hội với tổng số tiền giải ngân gần 33 tỷ đồng. Trong đó tập trung tại các địa bàn Quảng Hòa, thành phố Hà Quảng, Trùng Khánh và Bảo Lạc. Riêng năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giải ngân cho vay 48 nhà. Mức vay tối đa là 500 triệu đồng trên một hộ. Giá trị cho vay có thể lên đến 70% tổng mức xây dựng công trình. Lãi suất cho vay 4,8% một năm. Thời hạn cho vay từ 15 năm đến 25 năm. Đây là điều kiện tốt cho cán bộ lao động có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết vấn đề nhà ở. Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Quảng Hòa vừa tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia của huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân, phát triển mạnh các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào phát triển sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có giải pháp cụ thể để hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các mô hình hợp tác xã liên doanh liên kết có hiệu quả. Năm 2020, huyện huy động nguồn lực hơn 123,3 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 92 tỷ đồng, vốn nước ngoài 25,78 tỷ đồng, quỹ xây dựng nông thôn mới hơn 200 triệu đồng.
huy động đóng góp trong nhân dân quy đổi thành tiền hơn 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện 22 dự án, liên kết cung ứng giống cây ăn quả, trồng khoai tây, kiệu, gừng, mía, chè, cá, xây dựng và nâng cấp 64 công trình đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 14 công trình thủy lợi, xây dựng 13 công trình nhà văn hóa. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí, trong đó một xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt từ 14 đến 16 tiêu chí, 7 xã đạt từ 11 đến 13 tiêu chí, một xã đạt 9 tiêu chí. Năm 2021, huyện Quảng Hòa duy trì và phấn đấu một xã nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao, thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 đến 16 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, trung bình cả huyện đạt 15 tiêu chí trên một xã. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Quảng Hòa vừa tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trên địa bàn huyện, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3.220 người, đạt 100%. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.728 người, đạt 101,1% kế hoạch tỉnh giao, tăng 743 người so với cùng kỳ năm 2019. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2.343 người, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,49% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh giao với 60.184 người tham gia. Năm 2021, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Quảng Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thuận lợi, kịp thời và đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia thụ hưởng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục trao quà Tết sum vầy năm 2021 cho các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Với chủ đề kết nối yêu thương và phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà Tết cho các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Theo đó, 433 xuất quà bao gồm nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 330 triệu đồng sẽ được đại diện công đoàn cơ sở trao cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp đỡ cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền đầy đủ, vui tươi, phấn khởi. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bảng vinh danh cho hai doanh nghiệp là những đơn vị đồng hành cùng chương trình Tết sum vầy năm 2021. Sau đây là một số tin về tặng quà Tết Nguyên đán của các cấp các ngành. Tiếp tục thăm tặng quà Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm chúc Tết đồn biên phòng Thị Hoa, thăm tặng quà 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 mà đồn biên phòng Thị Hoa quản lý. Chúc Tết Đảng ủy, chính quyền hai xã Thị Hoa, Cô Ngân, huyện Hạ Lang, hỗ trợ cho một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã Cô Ngân và tặng quà cho hội viên phụ nữ xã Thị Hoa. Đồn biên phòng Thị Hoa là đơn vị kết nghĩa với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Theo đó, hai bên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào nơi biên giới. Giai đoạn 2018-2020, chương trình đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng trăm xuất quà cho hội viên phụ nữ và học sinh tại xã Công Ngân. Lãnh đạo huyện Trùng Khánh đã tổ chức đi thăm, tặng 20 xuất quà cho gia đình chính sách, 5 tổ công tác biên phòng, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt của bà con. Lãnh đạo huyện đề nghị các tổ công tác tổ chức vui xuân đón Tết đầm ấm vui tươi nhưng không quên nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại thành phố, các tổ chức đơn vị doanh nghiệp đã tặng quà cho các đối tượng người có công, người cao tuổi trên 100 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trao quà cho hai cụ trên 100 tuổi, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và trao hơn 600 xuất quà với tổng trị giá trên 470 triệu đồng cho những người thuộc đối tượng người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo để họ chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại huyện Hòa An đã thành lập 15 đoàn đến thăm tặng quà chúc Tết các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 15 xã thị trấn.
trong đó tặng 100 suất quà cho các đối tượng người có công, mỗi suất 500.000 đồng, tặng 50 suất quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi suất 300.000 đồng, tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân những công lao to lớn của các gia đình chính sách đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng học tập noi theo. Mong muốn các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn có tinh thần lạc quan, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Hà Quảng, đại diện lãnh đạo địa phương đến tặng quà cho nhân dân xóm Cốc Lùng, Ngàm Vạng, xã Yên Sơn và xóm Sam Kha, xã Cần Yên. Đây là hai xóm vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện, 100% là hộ nghèo. Mặc dù còn khó khăn, nhưng trong những năm qua, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. 100% con em được đến trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Theo đó, huyện tặng 122 suất quà cho các hộ dân trong xóm và các xóm lân cận. Nhân dịp này, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và chi nhánh Bưu điện Viettel Cao Bằng tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Cải Viên, Lũng Đạm, huyện Hà Quảng. Theo đó, đoàn công tác tặng 400 suất quà gồm nhu yếu phẩm cho nhân dân hai xã Cải Viên, Lũng Đạm, tổng trị giá trên 86 triệu đồng. Mong muốn góp một phần nhỏ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thêm ấm áp, sum vầy. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cao Bằng vừa hoàn thành chương trình tập huấn quân sự năm 2021 cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Trong thời gian tập huấn, cán bộ chủ chốt các đơn vị được trang bị các nội dung, công tác đảng, công tác chính trị trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành động của chỉ huy cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, một số vấn đề cơ bản về tổ chức, phương pháp diễn tập, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, thứ tự hành động xử trí tình huống của khẩu đội phòng không kiêm nhiệm, phương pháp thực hành kiểm tra bắn đạn thật, chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021, sắp xếp, gói buộc đồ dùng quân tư trang trong hành quân và sẵn sàng chiến đấu, 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu, chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2021, thứ tự bảo quản súng sau khi bắn, qua đó nâng cao kiến thức về công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu công tác của các cơ quan đơn vị. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.